Ê Đông ơi, không biết cái thẻ này là cái gì hay vậy ta? Nó lưu được cả thông tin, số xe, hình ảnh của mình chứ. Hôm bữa mà mất cái này phải đền những 50 ngàn lên nhà trường lận á. Vậy à? Tao nghe nói trong này nó có con chip vi xử lý hay gì đó mà tao Chip còn không rõ nữa. chip vi xử lý mà lưu được thông tin hay chứ, tao không biết này là dòng nào nữa. Ủa đang học gì vậy? Đâu có gì đâu, đang ngồi bàn cái thẻ xe này, bảo không biết làm sao mà có mỗi miếng nhựa như thế này nào mà lưu được cả thông tin của mình ở trong đó nữa. Cái này tao cũng biết sơ sơ, đó là công nghệ RFID á. Ủa trời, vậy trong đây là nó là có con chip gì trong đây hả sao? Rồi cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng mà biết cái công nghệ này nó phát triển nhiều trên thế giới rồi, nhưng mà Việt Nam mình thì nó chưa có phát triển lắm nên mình cũng chưa biết. Sẵn đây nè, tao cũng mới mượn cái của quyển giáo trình công nghệ nhận dạng mà sóng vô tuyến ở trong thư viện nè, của thầy Nguyễn Văn Hiệp, nói về cái công nghệ này nè. Có phải hay ha? Đây cho tôi mượn Đây xem thử rồi. qua đây mình nghiên cứu thử đây. Ok. Thầy và các bạn, sau đây nhóm em xin gửi tới thầy và các bạn video giới thiệu sơ lược về môn học RFID. Các thành viên trong nhóm em gồm: em là Đào Văn Đông, bạn bên phải em là bạn Ngô Thành Đạt, bên tay trái em là bạn Lê Hải Nguyên. Về công nghệ RFID, đây là một công nghệ mới và hay còn được gọi với tên là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Và công nghệ này cho phép gắn cho mỗi đối tượng với một tần số riêng để có thể giám sát và quản lý. Mỗi hệ thống RFID gồm hai thành phần chính, đó là một đầu đọc thẻ và một thẻ tag. Trên mỗi thẻ tag thì có chứa một chip RFID, và chip này thường có dung lượng từ 96 tới 512 bit. Tùy theo mỗi tần số mà tùy sao tùy theo mỗi tần số được cài đặt ở trên đầu đọc thẻ mà đầu đọc có thể đọc được thẻ ở những khoảng cách khác nhau. Và công nghệ này có rất nhiều ứng dụng trong đời sống, và xin mời bạn Lê Hải Nguyên sẽ trình bày về ứng dụng của công nghệ này. Hiện nay thì trên thế giới thì ứng dụng của công nghệ RFID thì gần như là phủ sóng và đã áp dụng rất nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, từ lĩnh vực y tế cho tới việc giám sát, việc thanh toán điện tử, hoặc là việc chống trộm cho an ninh an toàn. Thì cụ thể trong từng lĩnh vực như là về bên y tế thì mỗi một bệnh nhân khi mà vào được bệnh viện thì sẽ được cấp phát một thẻ RFID với một mã khác nhau. Thì trong thẻ RFID này thì sẽ được lưu tất cả các thông tin về tuổi tác, rồi về bệnh, về các tình trạng bệnh lý, các loại thuốc và quá trình điều trị của bệnh nhân, để cho bác sĩ có thể tiện theo dõi và điều trị một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Về bên giám sát chống trộm thì công nghệ RFID được sử dụng trong giám sát chống trộm, cụ thể nhất như là bên như là thẻ xe. Thì thẻ xe này được mỗi một xe đi khi đưa vào thì sẽ được gắn cho một mã RFID khác nhau, và khi mà người sử dụng vô tình làm mất thẻ xe này thì người kẻ trộm mà có ý đồ xấu và nhặt được thẻ xe này thì cũng không thể biết được là xe của mình ở chỗ nào, xe của người chủ ở chỗ nào để tìm ra, hoặc có thể là khi mà tìm ra được rồi thì hình ảnh của người ăn trộm cũng không trùng khớp với hình ảnh của người chủ xe trên kho dữ liệu, thì để cho có thể phát hiện ra và ngăn chặn. Về bên theo dõi và truy tìm đối tượng thì có thể như là thẻ RFID sẽ được sử dụng thay cho những thẻ căn cước, thì trên nó sẽ lưu về thông tin của chủ thẻ, bao gồm về thân nhân, thân gia đình, ngày tháng năm sinh, quê quán, để có thể các cơ quan chức năng có thể giám sát và theo dõi. Về bên thanh toán thì thẻ RFID có thể sử dụng để thanh toán các mặt hàng khác nhau, mỗi một mặt hàng khác nhau trong siêu thị thì sẽ được gắn cho một mã thẻ RFID, và khi người mua đi qua một máy quét thì máy quét này sẽ đọc tất cả các mã thẻ RFID tương ứng với các mặt hàng khác nhau để in hóa đơn để thanh toán nhanh nhất cho người sử dụng. Hoặc thẻ RFID này cũng có thể sử dụng để phòng chống trộm cắp trong siêu thị chẳng hạn. Thì như là ví dụ như là thẻ mỗi một mặt hàng thì sẽ được gắn cho một thẻ RFID khác nhau, và khi mà một người mà có ý định ăn trộm thì khi đi qua cổng an ninh thì nó sẽ đọc được cái mã thẻ RFID này và sẽ báo động lên cho nhân viên an ninh biết để có thể kịp thời ngăn chặn. Tuy rằng là một hệ thống có nhiều ưu điểm và nhiều ứng dụng như vậy, nhưng mà khuyết điểm và ưu điểm của nó thì luôn luôn tồn tại song song với nhau. Và để tìm hiểu về những ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống RFID này thì xin đây xin mời bạn Đạt sẽ nói cụ thể hơn về vấn đề này. Với những ứng dụng kể trên thì cho ta thấy đó là công nghệ RFID có khá là nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên có thể kể đến đó là khả năng ghi và lưu trữ dữ liệu của đối tượng với khả năng dung lượng lưu trữ khá là cao.
để chúng ta có thể nhập được nhiều thông tin về sản phẩm, giống như là tên sản phẩm, ngày sản xuất và hạn sử dụng chẳng hạn. Cái tiếp theo đó là ưu điểm tiếp theo đó là khả năng đọc đa kênh của công nghệ RFID, là một cái đầu lọc ta, với một cái đầu lọc reader thì ta có thể đọc được nhiều thẻ tag khác nhau, và không có cần tiếp xúc trực tiếp giữa thẻ tag và đầu lọc reader để trong quá trình đọc thông tin sản phẩm. Công nghệ này thì nó thích ứng với nhiều cái điều kiện môi trường khác nhau và có khả năng, cái khả năng chính xác của nó là có thể lên đến 100%. Tuy nhiên thì bất cứ một cái công nghệ nào thì cũng tồn tại những cái khuyết điểm vốn có. Đối với công nghệ RFID này thì cái khuyết điểm lớn nhất của nó đó là không có hiệu quả đối với những cái vật trắng mà hấp thụ sóng RF. Và trong quá trình làm mạch trong thẻ tag thì có khả năng gây nhiễu cũng khá cao. Và cái công nghệ này thì nó còn khá non trẻ đối với Việt Nam. Nếu các bạn có, nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về công nghệ này, có thể tham gia vào lớp học công nghệ RFID của thầy Nguyễn Văn Hiệp. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý theo dõi.